Lợi ích bất ngờ từ việc ôm con mỗi ngày mà mẹ chưa biết. Để đình luôn thắt chặt tình cảm với nhau và các con học cách tự tin bày tỏ cảm xúc yêu thương. Bác ý và cả nhà luôn cố gắng tập và duy trì cùng con thói quen ôm nhau ít nhất một cái mỗi ngày đó. Mà hai bà nhỏ nhà Mi nó đã được nghỉ hè rồi nè. Kép mồm ơi, ghét vô. Ta-da! Điểm mở đầu cho mùa hè sôi động của ba mẹ con chính là tiệm ảnh dưới nắng của nhãn hàng Nutifood Pro Plus sữa non. Hiện đang được đặt tại Thảo Cầm Viên, diễn ra từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 9 tháng 6, hoàn toàn miễn phí nha các mập. Với concept studio tiệm ảnh dưới nắng gồm 3 booth chụp hình khác nhau nha. Booth đầu tiên là cắm trại nè, khám phá thiên nhiên. Concept thứ hai là khám phá đại dương to lớn cùng các con suối nhiều màu vui mắt. Và cùng Nutifood Pro Plus sữa non khám phá bầu trời với chiếc kinh khí cầu bong bóng khổng lồ cho con. Đó, hai bà nhỏ nhà Min mê lớn. Con hai bà nhỏ cười tít mắt thà hồ thả dáng đã đời chưa kìa. Mẹ sẵn được các cô chú chụp hình tại quầy cầm xếp bao xinh và chụp xong được mang về ngay luôn. Nha, buổi hôm nay á, mẹ Min còn biết được thêm tiếp mỗi khi ôm dưới nắng chỉ với 6 giây thôi. Không chỉ giúp con sản sinh hormone hạnh phúc mà còn cải thiện nhân đôi đề kháng khi kết hợp cùng Nutifood Pro Plus sữa non. Được nghiên cứu bởi viện dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển, có chứa thành phần sữa non 24 giờ nhập khẩu từ Mỹ, kết hợp cùng dưỡng chất 2FLHMO. Và Min cảm ơn nhãn hàng Nutifood Pro Plus sữa non cùng tiệm ảnh dưới nắng đã bắt lại khoảnh khắc siêu đáng yêu của ba mẹ con nhà Min. Các mom còn chờ gì nữa, mau mau tới check in tại tiệm ảnh dưới nắng của Nutifood Pro Plus sữa non tại Thảo Cầm Viên từ ngày 25 tháng 5 tới ngày 9 tháng 6 ngay nha. Nhớ comment khoe với Min các khoảnh khắc đáng yêu của mẹ và bé nữa nha. Bye bye.